con không vui nữa. Vui nhỉ. Rồi. Chương 2. Ôi, quay màn hình chưa? Rồi. Đang quay đây. Nhìn biết rồi. Con không? Cái ông này. Hello teachers. How are you today? I'm great. And you? Yes, me too. Okay. Have you completed your homework? Yes. Okay, so let's check it. You see the slide? Yeah. Homework. Is there any new words here? No. Có từ mới nào? Okay, so let's look at the blue words. Mình sẽ nhìn vào những cái từ cho sẵn đây những gợi ý. Okay. Từ đầu tiên là gì nhỉ? The first one. Cave. Cave. Okay. Cave. And what does it mean? Nghĩa là gì nhỉ? Hang động ạ. Yes. Next. Half. Có nghĩa là có. See. Có, yes. See. Có nghĩa là nhìn ạ. Yeah. Geography. Có nghĩa là môn địa lý. Địa lý, correct. Next. Isn't. Là không isn't. Phải. Isn't. Không phải. Là viết tắt của gì nhỉ? Là is not. Is not, okay. Yeah. Next. To. Có nghĩa là cũng. Cũng. Còn... Hoặc là gì nhỉ? Cũng hoặc là quá. Quá. Yeah. Thieves. Có nghĩa là những tên trộm ạ. Thieves. Okay, number one. Where's the cave? Yes. Where's the cave? To. I can't see it. It isn't here. Yes. You are good at geography. Look, the thieves. We have the treasure. Treasure. The treasure. We are too late. Okay. Do you know the meaning of treasure? What does it mean? Do you know it? I don't know. Yeah. Kho báu. You see in the chat box? Okay. Tiếp. Tất cả các đáp án này rất là tốt rồi, các đáp án này chính xác. Tuy nhiên thì chúng ta phải pronunciation. Chú ý cái phát âm của Phương Hương trước, cô có nói là khi mà viết tắt thì mình có đọc là A nữa không? We are hay là you are không? Mình đọc là gì nhỉ? We are. You are. Why? We are. Oh, thì nó là âm ơ đấy. You are. Yeah. You are. Hoặc là we are. Today lesson. Exercise 1. Read. Who were Tara's friends? Read. Well, what? Hello? Huh? Can you hear me? Yeah. Yes, I can. Yeah. Okay. Bài đọc hôm nay sẽ là gì nhỉ? Nội dung chủ đề là gì? Star interview. Yeah, star interview. Yeah. What does it mean? Nghĩa là gì nhỉ? Star là gì? Star là ngôi sao ạ. Yes, ngôi sao cả về nghĩa đen, cả về nghĩa bóng đúng không? Cả ngôi sao ở trên trời cũng là star. Và một cái ngôi sao người nổi tiếng cũng là
star. Yeah. Interview là I don't know this mean. Yeah. Interview là phỏng vấn. Star interview ghép lại thì mình sẽ hiểu nó là gì nhỉ? Phỏng vấn người nổi tiếng. Yes, phỏng vấn ngôi sao. Yeah. Now look at the paragraph and tell me is there any new words? Mình sẽ nhìn qua trước nhé. Có thêm mới được không? Cô cho em biết the middle này. Of the desert. Cái từ desert đấy ạ. You can spell it. Đây là đánh vần nè. D là E S E R T. Yeah. Desert. Desert. Desert là sa mạc. Desert. Danh từ sa mạc. In the middle of the desert. Là gì nhỉ? Là gì? Có là ở đâu? Ở giữa vùng sa mạc. Yes, ở giữa vùng sa mạc. Tiếp theo. Next. Is there any new words here? No. Farm. Farm có nghĩa là nông trại, một nông trại. How about this line? No. Có từ mới nào không nào? Không. No. Okay. Yes. Now you read out loud. Yep. A lot of people know about your life as a movie star in Hollywood. But where was your home when you were a child? In the middle of the desert in Australia. It was 200 100 kilometer from our children and 500 kilometer from a city. Can you translate into the news? Yeah. What is the question? When you were a child. Thì sao? Khi bạn là một đứa trẻ thì bạn làm sao? Where was your home? Where là gì nhỉ? When ở đâu? Ở đâu đúng không? Your home. Nhà của bạn ạ. Đúng rồi. Vậy câu hỏi này sẽ là gì? Nhà của bạn ở đâu ạ? Khi mà bạn là một đứa trẻ con. Đúng rồi. Tức là khi còn nhỏ, khi bạn là một đứa trẻ thì bạn sống ở đâu đúng không? Nhà bạn ở đâu? Yeah. What is the answer? Câu trả lời là gì nhỉ? Cô ấy sống ở đâu? She. Mình nói bằng tiếng Việt. Đây là có thể mình đang dịch đúng không? Dịch từ dạng một tiếng Anh sang tiếng Việt. Thì là cô ấy sống ở nước Úc ạ. Yes. Ở đâu của nước Úc ạ? Ở giữa một cái sa mạc của nước Úc. Okay. Middle of the desert. Cách những đứa trẻ khác bao nhiêu? Cách những đứa trẻ khác là 500 km. No.
200 km from other children. À dạ. Là ha, cách những đứa trẻ khác là 200 km. Còn cách nơi nào mới là 500 km? À, cách thành phố ạ. So, please pay attention. A child thì là một đứa trẻ, còn nhiều đứa trẻ sẽ là children. Children. Đây là một cái danh từ có cái cách hình thành số nhiều khác với những danh từ khác đúng không? Nó chỉ việc thêm s thôi đúng không? Thì đây thì nó biến đổi luôn từ. Yeah. Đấy, next. Was it very boring? Out nào. Đọc to chứ. Wow. Was it very boring? No, it wasn't. It was interesting. There were horses on our farm. And we also had a pet, kangaroo. The animals were my friends. So what is the question? Câu hỏi là gì nhỉ? Was it very boring? Tức là nghĩa là? Nghĩa là nó có nhàm chán không? Có quá nhàm chán không? Nói tức là cái cuộc sống mà khi mà giữa sa mạc ấy, nó có chán không? Đúng không? Bạn ấy trả lời là gì nhỉ? No, it wasn't. Có hay không? Không ạ. Không hề. Yeah. Vì sao? Sao lại không chán? Vì because it was interesting. Tức là cái không chán, cái mà không chán là chỉ bằng với cái việc là nó thú vị thôi. Còn vì sao thì phải là câu dưới đúng không? Vì là có ngựa ở cánh ở nông trại này, có thú cưng, vật nuôi này. Yeah. Like. No. Hello? Chào. Let's see the next slide. Yeah. Now, read. Yeah. Where was your school? I didn't have lessons at school. My teacher was on a radio in the city and I was on a radio at home. There were other children as students on the radio too. And every year there was a big party in the city. I was shy with the other children, but it was always a very exciting day. Okay. Chú ý một chút là cô là radio. Radio. Not radio. Radio. Yeah, radio. Trường của cô ấy ở đâu? Cô ấy có đến trường không? Cô ấy không có trường. Không đến trường. Đúng không? Không đến trường, không học ở trường không? Mà cô ấy học qua cái gì nhỉ? Học qua radio. Đang học cái đài radio. Radio. Cô ấy cảm thấy như thế nào với các bạn khác nhỉ? Cô ấy cảm thấy... Đọc tiếng Anh cô. Tiếng Việt thì dịch cho cô. Cô ấy cảm thấy cô ấy cảm thấy xấu hổ. Xấu hổ với các bạn khác. Đúng rồi, có ngượng ngùng các bạn. Yeah. Okay, now we will answer the question. Number one. Was Tara's first home in Hollywood? So what is your answer? It was interesting.
No. Câu hỏi là gì nhỉ? Where's Tara first home? Tara first home là gì? Là ngày đầu tiên cô ấy ở Hollywood ạ. Home là nhà. ngôi nhà đầu tiên đúng không? Mình đang bị nhầm, ở đây không hề có thời gian nha. Tara first home là ngôi nhà đầu tiên của cô ấy ở Hollywood, có phải không? Was it in Hollywood? Đúng hay sai? Phải hay không nhỉ? Yes, it was. Ở trong đoạn 1 đấy. Yeah. Có phải là nhà cô ấy ở Hollywood không, hay là nó ở đâu nhỉ? Australia. Đúng Đúng rồi, chưa? đúng rồi. Đây cho bạn này này. Where was your home? Yeah, đúng rồi. Cái câu đấy mình phải trả lời là no, it wasn't. Đấy. Chính xác, no it wasn't. Number Were there any animals on her farm? There were horse and kangaroo. two. Đấy là câu trả lời thứ hai đúng không? Còn trả lời cho câu were there thì mình sẽ phải trả lời là gì? Yes or no? Đây là yes no There were. question đúng không? Yes, there were. Chính xác. Number Were her lessons in the city? No. Yes No, her wasn't. or no? Her lessons ở đây là số nhiều đúng không? Vâng. Số nhiều thì mình sẽ phải mượn chủ ngữ giả là gì? They. No, they. Wasn't. Four. Was there a teacher? Yes, there was. Was there a Teacher. Dạ. Có cô giáo không đúng không? Có. Một phải. Was there a party every month? No, it wasn't. Were the parties exciting? Just there Six. were. They. The party mình sẽ mượn là they, giống như là her lessons. Số nhiều thì là they, còn số ít thì là gì? Số ít thì là ít ạ. Là Eat. eat. Là Eat. eat. Ví dụ như là số câu số 1 đấy. Yeah. Was Tara's first home đúng không? Mình sẽ trả là yes, it is. Problem with it. You see the slide exercise 3. Nhìn thấy bài 3. Yeah. Cái này nó chậm nhỉ. Ba chưa? Rồi ạ. Sâu sắc. You see exercise 3. Okay. What is the request? Yêu cầu bài 3 là gì nhỉ? Cái từ đầu của cô có thể đọc cho em cái từ này âm chà. Imagine. 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 Imagine you live in Tara's first home. Ask and answer. Hello? Dạ vâng. Con không biết.
Ô giờ sao mà lại thì thế. Rồi ạ. Hello. Can you hear me? Yeah. Con nghe thấy cô nói đúng không? Có ạ. Ok. Sao cái hệ thống hôm nay nó bị sao? Mạng hơi kém. Ra sẽ tiếp tục nhá. Vâng. Sao vậy cô? Mẹ không? Mẹ không được. Hello. Yeah, hello. Tưởng tượng là bạn sống ở ngôi nhà đầu tiên của Tara ấy. Wow. Tức là ở đâu nhỉ? Là ở ở nước Úc ạ. Australia. Ok. Thế thì mình sẽ cùng có các câu hỏi từ từ nhé. Number one. Is your life interesting? Yes, it is. Thế thì chỉ là sao tưởng tượng của mình đúng không? Number two. Who are your friends? Who are your friends? Tức là gì? Là ai là những người bạn của bạn? Là ai đúng không? Bạn của Tara thì là gì? Là animals. So who are your friends? Wow. Nhưng của em thì là they are my classmates. Sao? Mấy cái tay từ trong xuống này. Yeah. Classmates. Hôm nay mạng bị làm sao? Mạng của mình như của cô? Mạng cô, mạng mình căng biết. Who are your friends? They are my classmates. Hello? Mình nếu mà trả lời đúng theo câu hỏi này mình sẽ trả lời là gì? My classmates are my friends. À, yeah. Three. What do you do every day? Hàng ngày thì mình làm gì đúng không? I do my homework. Do exercise okay. And help my parents. Yeah, very good. Four. Do you like your lessons? Why not? Yes, I do. Because it gives me a lesson in the life. Yeah. Next exercise. Can you see? Yeah. Were there? Đọc luôn câu 1 hay là đọc cái câu 2 luôn nhỉ? Yêu cầu mình làm gì nhỉ? À, write questions. Then and write questions. Tức là bình thường. Dạ. Bình thường thì là mình có câu hỏi sau đó mình trả lời đúng không? Còn đây trong
mất tiếng rồi. Các gợi ý ở đây. Number one. Ví dụ là were there any other children on your farm? Hello. Hello. Can you hear me now? Yeah. Yes. Number one là ví dụ đúng không? Người ta cho là any other children. Mình sẽ đặt câu hỏi nó. Yeah. You read number one. Were there any other children on your farm? Yeah. Em nghe được mà. Okay, number two. Were there any holes on your farm? Yes, there. Yeah, number three. Was there a radio in the house? Yes, there was. Chính xác, bởi vì là số ít. Số ít nên mình sẽ dùng words đúng không? Còn những cái là số nhiều nên mình dùng were. Was there any teachers near your house? No, there wasn't. Okay. Vừa rồi mình đã trả lời luôn, mình làm luôn bài này rồi. Next. Now you will listen. Please wait. Now you can read. Bây giờ mình sẽ đọc qua đoạn này một chút nhá, trong khi chờ cô mở CD. Okay. À, chú ý vào những cái số 1, 2, 3, 4, những cái chỗ mình cần điền. Now you will listen. Yeah. Track 51, page 73, activity 16. Listen and write. And then we went to the United States, and I went to school there. Were you happy at your new school? No, I wasn't. It was very scary in a class with lots of other children. Were your teachers good? Yes, they were. But the math and English lessons were too easy. And the history and geography lessons were too difficult. What was your favorite subject? PE. I was in the basketball team. It was very exciting. Ok, bây giờ mình sẽ nghe lại một lần và cô sẽ dừng ở những chỗ mà mình cần điền luôn nhé. Track 51, page 73, activity 16. Listen and write. And then we went to the United States, and I went to school there. Were you happy at your new school? No, I wasn't. It was very scary in a class with lots of other children.
were your teachers? Went to school. Sao vậy cô? Trời ơi, Nguyễn Thị Tú Anh đã rời phòng. Sao càng ngày mũi càng kém mà thế nào nhỉ? Cô một là school. Nguyễn Thị Tú Anh à. Sao vậy cô? Cô là sản phẩm. Chỉ được tiền thì vẫn chỉ được mà sao chả thế. Chả nghe được tiếng rồi. Không ạ. Em lại không nghe thấy cô nói ạ. Đường mạng nhà mình thì căng đét. Cô ơi, cô vẫn Chứ từ đấy con biết thương đọc rồi. Em không quay nữa nha, em tắt quay nha. Vâng.